Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của chúng tôi. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021 có những nội dung đáng chú ý. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình viếng tang Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên. Lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp mời gọi cơ hội đầu tư về Quảng Nam. Quảng Nam tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhóm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Tranh cãi quanh quy định không tuyển học sinh nói ngọng vào ngành sư phạm. Nạn ép giá dược phẩm tại Ấn Độ. Thưa quý vị, chiều qua tại chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đến dự viếng lễ tang Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân. Tại lễ viếng, các đồng chí lãnh đạo chính phủ và tỉnh Quảng Nam đặt vòng hoa thắp hương trước linh cữu lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, chia buồn cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, môn đồ, pháp quyến, gia quyến và bà con Phật tử. Thay mặt đoàn công tác, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ghi sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương. Hòa thượng Thích Thiện Duyên viên tịch vào ngày 18 tháng 4 năm 2021, trụ thế 94 năm. Thế danh của Hòa thượng Thích Thiện Duyên là Võ Đình Như, nguyên quán thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, xuất gia lúc 15 tuổi. Hòa thượng từng được cử làm Hội trưởng Phật giáo tỉnh Quảng Tín 1962, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam 1997, cùng nhiều vị trí quan trọng khác trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên đã có nhiều đóng góp tích cực xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đoàn kết hòa hợp, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, là thành viên quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sáng qua tại hội trường báo Sài Gòn Times, Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác tỉnh Quảng Nam do đồng chí Văn Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam dẫn đầu đã có buổi gặp mặt một số doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực du lịch nhằm mời gọi các cơ hội đầu tư về Quảng Nam. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, thay mặt đoàn công tác cảm ơn sự hiện diện của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực du lịch, bất động sản đã quan tâm đến những lợi thế mà Quảng Nam đang có trên lĩnh vực du lịch nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung. Lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe, chia sẻ những khó khăn chung, những trở ngại, không mong muốn của các nhà đầu tư từ những năm trước khi cơ chế thủ tục còn một số vướng mắc. Đồng chí Lê Trí Thanh ghi nhận và cũng chia sẻ mỗi vùng miền có những đặc thù khó khăn riêng, nhưng Quảng Nam vẫn cố gắng làm tất cả những phần việc để tạo điều kiện tốt nhất về thu hút các nhà đầu tư, du lịch, trở thành vị thế trung tâm tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và trên cả nước. Sáng qua, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí đã có quá trình cống hiến 40 năm, 30 năm vì sự nghiệp của Đảng và hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng. Tại lễ trao huy hiệu Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí, trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 8 đồng chí. Đây là sự ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đồng chí đảng viên trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những năm qua, các đồng chí đã luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh các cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ người đảng viên. Cũng trong dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua 5 năm triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến nay trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ đảng viên, thể hiện rõ nét thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị thời gian tới, các tổ chức đảng phải tập trung làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng. Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao trong năm 2021. Đây sẽ là cơ sở để nhận xét đánh giá cấp ủy của từng cơ quan trong đảng bộ khối, từng cơ quan đơn vị mỗi đảng viên phải thực hiện tốt văn hóa công sở, tu dưỡng đạo đức, xây dựng hình ảnh mẫu mực của người cán bộ công chức.
Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khen thưởng cho 18 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hôm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam đã làm việc với Thành ủy Tam Kỳ về thực hiện công tác dân vận năm 2021. Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự buổi làm việc. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố đã phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tin tưởng và chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là dân vận thành công trên lĩnh vực xã hội hóa các dự án mở đường, đảm bảo trật tự đô thị, nông thôn mới, bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư, phòng chống và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Và hiện nay, thành phố tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiều mô hình dân vận khéo ở Tam Kỳ tiếp tục phát huy và nhân rộng. Bà Huỳnh Thị Thùy Dung, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam đã đánh giá cao việc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận của thành phố Tam Kỳ đã đạt ở mức 95%. Đồng thời, ghi nhận các kiến nghị của địa phương về công tác phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo, công tác cán bộ, trao đổi một số vấn đề cần quan tâm đối với công tác dân vận hiện nay. Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã đi kiểm tra đời sống ở khu dân cư Mỹ Thạch Trung. Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã đi kiểm tra đời sống ở khu dân cư Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận và thăm động viên lực lượng công an làm căn cước cho công dân tại xã Tam Ngọc. Sáng qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng 1 là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Đợt này, tỉnh Quảng Nam được phân bổ 8.400 liều vaccine, nên việc triển khai sẽ được ưu tiên cho những người làm việc trong các cơ sở y tế. Cụ thể, lực lượng cán bộ nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, người tham gia phòng chống dịch là thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch các cấp, bao gồm thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch 18 huyện, thị, thành phố và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch xã, phường, thị trấn. Với tính chất quan trọng của đợt tiêm này và nhằm đảm bảo công tác an toàn trong tiêm chủng, quy trình tiêm chủng tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Bên cạnh đó, nhân lực cũng được bố trí đầy đủ, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, thành lập đội cấp cứu xử trí phản vệ để sẵn sàng xử trí ngay kịp thời các trường hợp cấp cứu, phản ứng sau tiêm nếu có. Theo Sở Y tế Quảng Nam, sau ngày tiêm mẫu 19 tháng 4, triển khai tiêm đồng loạt tại các cơ sở thực hiện tiêm chủng. Đợt 1 này bắt đầu từ ngày 23 tháng 4 và sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 5 cho những đối tượng thuộc diện ưu tiên. Sáng ngày 23 tháng 4, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đợt thi đua tập trung thực hiện tốt các nội dung chỉ tiêu, cụ thể như làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho 100% cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa của cuộc bầu cử, tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, tự giác, mẫu mực, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức, đảm bảo, phục vụ, bảo vệ an toàn bầu cử. 100% quân nhân đều tham gia bầu cử, cán bộ trong lực lượng vũ trang tỉnh tham gia ứng cử phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, số lượng tín nhiệm cao. Xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh sạch đẹp, tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Sáng qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2020. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 12 đợt quan trắc năm 2020, công tác bảo đảm kiểm soát chất lượng đã được thực hiện đầy đủ theo đúng kế hoạch. Chất lượng nước sông ở hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn, hệ thống sông Tam Kỳ và nước sông Trường Giang, hầu hết các thông số nằm trong giới hạn cho phép. Nước các hồ thủy lợi, hồ chứa đạt yêu cầu chất lượng nguồn cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước biển ven bờ tại 6 khu vực bãi tắm đạt quy chuẩn. Qua các đợt quan trắc tháng 3, tháng 6, tháng 9, riêng tháng 12 xuất hiện nhiễm sắt do chịu ảnh hưởng nước mưa làm cuốn trôi nhiều chất phèn từ các dải cát ven biển đổ ra. Chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các nút giao thông trên quốc lộ 1A không bị ô nhiễm các thông số khí độc CO, NO, SO nhưng đã biểu hiện ô nhiễm tiếng ồn tại các điểm quan trắc và ô nhiễm bụi vào một số thời điểm.
Chiều qua, công đoàn viên chức tỉnh và đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp dành cho đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức viên chức và người lao động chưa vào đảng. Hội nghị được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và đi sâu phân tích 5 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội 13 và 3 đột phá chiến lược của nghị quyết. Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 9. Trong đó, dành phần lớn thời gian đề cập đến các chuyên đề lớn như phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2020-2025. Qua hội nghị, giúp quần chúng nắm bắt được những nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của nghị quyết, từ đó chủ động sáng tạo trong công tác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Quý vị vừa theo dõi một số tin tức trong chương trình Thông tin ngày mới. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với các sự kiện quan trọng trên cả nước qua một mở cửa ngày mới. Thưa quý vị, sáng qua làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, lưu ý thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường công tác kiểm soát người nhập cảnh và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép để đảm bảo phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, có nhiều sáng kiến phòng chống dịch hiệu quả đã được nhân rộng trong cả nước. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, đặc biệt với địa bàn trung tâm là điểm đến đầu mối giao lưu, giao thương hàng đầu, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập thành phố Hồ Chí Minh luôn hiện hữu. Do vậy, thành phố cần siết chặt kiểm soát người nhập cảnh, tăng cường kiểm soát khu vực cửa khẩu, cảnh giác cao hơn tại cộng đồng. Những trường hợp nhập cảnh trái phép cần xử lý hình sự, nếu không sẽ để ảnh hưởng đến nhân dân. Phó Thủ tướng cũng lưu ý thành phố cần tiếp tục thực hiện thông điệp 5K một cách triệt để, nhất là trong các dịp lễ hội sắp tới. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến sáng ngày 23 tháng 4, thành phố đã có 69 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Thành phố đã tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 11.561 nhân viên y tế của 83 cơ sở y tế. Do dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 được nghỉ 4 ngày, dự kiến lượng khách tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng sẽ tăng đột biến. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, các ngành vận tải đường sắt đường bộ tại đây đã triển khai các kế hoạch phục vụ những ngày cao điểm. Theo ga Đà Nẵng, ngoài việc duy trì chạy hàng ngày các đuôi tàu khách Bắc Nam, trong các ngày từ 29 tháng 4 đến 3 tháng 5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy thêm một số mắc tàu chạy từ Hà Nội và Sài Gòn đến Đà Nẵng. Ngoài gặp 3 đôi tàu chạy thường xuyên trên tuyến đường sắt Bắc Nam hiện nay và một đôi chạy khu đoàn Đà Nẵng đi Sài Gòn thì sẽ tổ chức chạy thêm 3 đôi tàu khu đoàn, một đôi chạy Hà Nội Đà Nẵng và hai đôi cho Đà Nẵng đi Sài Gòn, và chủ yếu chạy ngày 29 về đến ngày 30, và các tàu này sẽ quay lui vào ngày 2 tháng 5. Để đảm bảo nguồn phương tiện phục vụ hành khách trong dịp lễ, Công ty Cổ phần Quản lý Bến xe Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị vận tải đảm bảo lượng xe chạy cố định, bổ sung phương tiện dự phòng, tăng cường năng lực vận tải hành khách trong những ngày cao điểm. Trước tình trạng dự báo lượng vé máy bay đến Đà Nẵng có dấu hiệu khan hiếm vào dịp nghỉ lễ này, do đó công tác chuẩn bị của các ngành đường sắt, đường bộ sẽ đáp ứng được nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của người dân. Mới đây, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố dự thảo đề án tuyển sinh năm 2021 đã lập tức gây sự quan tâm của thí sinh và xã hội. Bởi điểm khác biệt năm nay, bên cạnh thí sinh phải có hạnh kiểm khá, thì trường cũng sẽ không tuyển thí sinh nói ngọng. Bên cạnh ý kiến đồng tình thì cũng còn nhiều băn khoăn xung quanh quy định này. Theo đề án năm 2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đối tượng tuyển sinh trong toàn quốc gồm thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và hạnh kiểm cả 6 kỳ đạt loại khá. Đáng chú ý không tuyển sinh thí sinh dị tật, dị hình và nói ngọng nói lắp. Đối với ngành sư phạm thì các em cũng sẽ cần phải đáp ứng những cái tiêu chí và điều kiện nhất định. Những cái tiêu chí điều kiện này, ngoài những cái tiêu chí liên quan đến học lực và hạnh kiểm thì cũng sẽ có những cái tiêu chí nhất định liên quan đến từng ngành sẽ được quy định ở trong đề án tuyển sinh năm 2021 của nhà trường. Thông tin này được đưa ra
trong khi thời gian đăng ký làm hồ sơ tuyển sinh chỉ còn vài ngày, khiến cho nhiều em học sinh lớp 12 hoang mang lo lắng. Với chất giọng địa phương, đôi lớp bị nhầm lẫn, nên ước mơ trở thành cô giáo ngay từ nhỏ của Thảo có thể phải gác lại. Người có năng lực thật sự thì chỉ mắc một lỗi ý mà không được, mà nó phá hủy ước mơ của bao người, cũng như em. Sư phạm là nghề dạy người, nên đòi hỏi sự chuẩn mực của người giáo viên là rất lớn. Việc tuyển sinh càng chặt chẽ, chi tiết sẽ càng thuận lợi cho quá trình đào tạo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng, quy định đưa ra cần có lộ trình để những thí sinh có nhu cầu, có thời gian để chuẩn bị đủ những điều kiện đó. Còn việc đưa ra quy định trong khi việc đăng ký nguyện vọng chỉ còn vài ngày là gây khó cho các em. Cùng với đó, chính các nhà sư phạm cũng cho rằng, có những lỗi ngọng có thể sửa được trong quá trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm khi ở trường đại học. Vì thế, thay vì quy định chung chung thì cần có quy định rõ, cụ thể về nội hàm của nói ngọng là như thế nào. Đồng thời, nên để quy định thành chuẩn đầu ra thay vì đầu vào, để không làm mất đi cơ hội của thí sinh giỏi có đam mê vào ngành này. Thời gian gần đây, việc kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản thông qua các mạng xã hội, trang thương mại điện tử đã được một số địa phương tại tỉnh Sơn La triển khai. Bước đầu, hoạt động này đã mang lại những hiệu quả tích cực so với cách bán hàng truyền thống. Tại một buổi livestream bán mận online được thực hiện ngay tại phường Mận Tâm Hoa của xã Chuyền Đen, thành phố Sơn La. Nhân vật chính của buổi livestream là một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 72.000 lượt người theo dõi. Đây là hoạt động được một số cá nhân, tổ chức và chính quyền địa phương phối hợp thực hiện nhằm hỗ trợ quảng bá tiêu thụ mận cho nông dân. Hiện tại thì bên mình làm trung gian để kết nối giữa người nông dân bà con với cả người khách hàng thôi, thì mình giúp cho quảng bá cái hình ảnh và cái tên tuổi của cái mận ở Sơn La này tới cho nhiều người biết tới hơn. Đấy, trong cái việc mà mình bán truyền thống thì nó gặp rất nhiều khó khăn nữa. Việc bán này thì nó cũng giúp là nâng cao giá trị nông sản Việt và nâng cao được cái sản lượng lên rất là nhiều. Theo thống kê của đơn vị đứng ra thực hiện bán hàng online, chỉ trong khoảng 1 tiếng livestream bán mận đã thu hút hơn 500.000 lượt xem trực tiếp, và sau 2 ngày số người xem lại video bán hàng đã tăng lên hơn 3 triệu lượt xem. Cùng với đó, hàng nghìn đơn hàng đã được khách hàng đặt mua với tổng số lượng khoảng 20 tấn mận. Việc bán hàng online đã góp phần quảng bá được thương hiệu mận Tâm Hoa đến với nhiều người dân trong cả nước. Từ trước tới nay thì giá thì mình bán ra ngoài, thương lái thì giá cả nó rất thường. Có lúc thì nó đủ hàng và hàng thì nó lại rất ế hàng. Từ cái bán qua hợp tác xã và qua mạng online thì mình bán cảm thấy số lượng của mình nó tăng lên từng ngày. Có dịp mà bán được giá nó được hơn. Qua những sự kết nối của những cái đơn vị đồng hành cùng ở ngoài tỉnh ấy, thì tôi cũng thấy là bây giờ vấn đề bán online ấy, thì rất chi là hiệu quả, kênh thương mại điện tử rất chi hiệu quả, nhu cầu khách hàng thì tiếp cận với online rất chi là nhiều. Mận Tâm Hoa là loại cây cho sản lượng cao. Những năm gần đây, loại cây này đã được nhiều địa phương tại thành phố Sơn La nhân rộng làm cây chủ lực. Để gỡ khó cho người dân, chính quyền địa phương đã chủ động kết nối, thành lập ban vận động chương trình hỗ trợ quảng bá tiêu thụ mận Tâm Hoa nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản thông qua mạng xã hội, trang thương mại điện tử. Việc bán hàng online và thông qua các trang thương mại điện tử có nhiều lợi ích, nhưng đi kèm là vấn đề chất lượng nông sản khi đến tay người tiêu dùng. Vì vậy, để đảm bảo việc thu mua công bằng, chất lượng nông sản đồng đều, chính quyền các cấp ở Sơn La đã lên danh sách cụ thể, ưu tiên những hộ dân không sử dụng phân thuốc hóa học trong quá trình canh tác. Ngoài ra, ưu tiên những hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn hoặc hộ có diện tích lớn chưa được tiêu thụ. Thưa quý vị, để góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, tỉnh Quảng Nam đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Các hình thức tuyên truyền giúp đồng bào sáng suốt lựa chọn và bầu ra những người vừa có đức vừa có tài từ trung ương đến địa phương để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Phóng sự thực hiện tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Đây là một buổi tuyên truyền lưu động do Trung tâm Văn hóa Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Đông Giang tổ chức tại Gươn, nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc Cơ Tu, xã Tà Lu, huyện Đông Giang. Tại đây, ngoài thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, thể hiện lòng biết ơn của người Cơ Tu đối với Đảng, Nhà nước, các diễn viên còn giải đáp tất cả những thắc mắc, những nội dung, hình thức, cách thức bầu cử, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của cử tri đối với công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp dưới hình thức sân khấu hóa và hình thức nói lý, hát lý độc đáo của người Cơ Tu.
để ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thật sự là ngày hội của toàn dân, để người dân bầu chọn những người đại diện cho lợi ích chính đáng của mình tại các cơ quan quyền lực cao nhất. Đến thời điểm này, tất cả các huyện miền núi, vùng biên giới tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành công tác hiệp thương, lựa chọn nhân sự, đáp ứng đủ các tiêu chí, tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức niêm yết danh sách cử tri và hướng dẫn thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của đồng bào đối với công tác bầu cử thông qua việc lựa chọn và bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định. Mặc dù địa bàn của mình rất là rộng, tuy nhiên phương pháp tuyên truyền của mình nhé là mình có tuyên truyền lưu động bằng cái xe lưu động của trung tâm văn hóa huyện, cộng với chương trình tuyên truyền phối hợp với trung tâm văn hóa tỉnh, rồi các xã đều đã có niêm yết toàn bộ hồ sơ, toàn bộ cái danh sách cử tri tại các vị trí cơ quan đơn vị, rồi các gương, rồi một số gần như là trung bình một xã đều có hai cái điểm tuyên truyền trực quan bằng pano, rồi bằng các khẩu hiệu. Thì riêng Quảng Nam là có một địa là một đặc thù là có rất nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa. Thì với chức năng nhiệm vụ của trung tâm văn hóa thì cũng muốn đưa hết những thông tin đến thông qua các nhiều hình thức tuyên truyền của đồng trực quan, thông qua các hình thức hệ thống các pano áp phích, chiếu phim lưu động. Thì trung tâm văn hóa Quảng Nam cũng đã tuyên truyền đến các bà con nhân dân một cách dễ hiểu nhất, dễ gần nhất và dễ tiếp cận thông tin nhất, để góp phần thành công vào đợt cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Đa dạng hóa tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tỉnh Quảng Nam về bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là những nhiệm vụ trọng tâm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, để ngày bầu cử sắp tới thật sự là ngày hội của toàn dân, giúp đồng bào sáng suốt lựa chọn và bầu ra những người vừa có đức vừa có tài làm người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình tại các cơ quan quyền lực cao nhất từ trung ương đến địa phương. Chương trình thông tin ngày mới của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Quý vị và các bạn hãy luôn đồng hành cùng chương trình. Chương trình thông tin ngày mới được phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên trang website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, địa chỉ www.qrt.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.